Đây chính là những thánh rảnh rỗi nhất quả đất. Nếu bạn nghĩ rằng ăn thanh long bỏ hạt chỉ có trong truyền thuyết thì những hình ảnh dưới đây sẽ khiến bạn phải nghĩ lại. Ăn cua là phải tách vỏ theo vỏ, thịt theo thịt thế này mới gọi là mỹ vị nhân gian chứ. Dùng dao lóc thịt và xương gà ra, đỡ phải tốn thời gian gặm xương, đã vậy còn tốt cho răng. Mì mà cứ rối tung và quấn vào nhau nhìn ngứa mắt lắm các bác ạ, à, phải chẻ thẳng ngang nắp thế này mới ăn ngon. Bắp xào, bắp luộc, bắp nướng, dù là muốn ăn món nào thì việc đầu tiên cần làm là phải tách hạt bắp. Vừa ăn vừa bóc quýt thì mất hẳn vị ngon, vì vậy không chỉ phải bóc sẵn mà cần bóc cho thật đẹp. Cắn thử mỗi quả một miếng rồi viết nhận xét quả nào ngọt, quả nào nhạt cho người sau dễ dàng lựa chọn. Ăn lựu ghét nhất là phải nhè hột, giờ thì không cần nữa rồi. Đây chính là món thanh long bỏ hạt trong truyền thuyết đây mà. Bổ dừa là một nghệ thuật và người bổ dừa chính là nghệ nhân. Muốn ăn bưởi ư, nhất định phải có bộ dụng cụ bổ bưởi vô số món. Chưa hết đâu, còn phải tỉ mỉ tách từng hạt bé xíu để tránh làm giảm khẩu vị nhé. Thế này mới gọi là đỉnh cao tinh tế của nghệ thuật ăn bưởi. Nhiều khi thích ăn sầu riêng mà cứ ngại gai của nó quá nhọn, và đây chính là cách thánh rảnh về xử lý tình huống. Nhìn quả sầu riêng bao yêu khi mất hết gai các bạn nhỉ.